Có thể nói rằng cơn đại dịch Covid-19 đã khiến người dân Việt Nam từ sau Tết Canh Tý đến nay luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi mà thông tin về số lượng người nhiễm liên tục gia tăng, cuộc sống của người dân gần như bị đảo lộn. Nhưng giờ đây một thông tin nóng hổi chắc chắn sẽ làm dịu đi sự lo lắng của mọi người khi tính đến sáng nay ngày 20 tháng 2, Việt Nam có thêm trường hợp bé 3 tháng tuổi mắc Covid-19 đã được chữa khỏi và ra viện. Như vậy đã có 15 trên 16 ca nhiễm virus corona chủng mới được điều trị khỏi. Đây là thành tích không nhỏ của Việt Nam với phác đồ điều trị phù hợp, trong khi hiện thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị, vaccine phòng cho dịch bệnh này và dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy những nỗ lực của các bác sĩ Việt Nam, nỗ lực của người bệnh và của các cơ quan quản lý đã cho ra những phác đồ điều trị đúng, không để người bệnh tử vong. Đặc biệt, tính đến giờ phút này cũng chưa có thầy thuốc nào của Việt Nam bị lây nhiễm bệnh. Theo ghi nhận, Hà Nội không còn trường hợp nào cần cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. 74 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Thông tin này vừa được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của thành phố công bố tại cuộc họp chiều ngày 19 tháng 2. Thứ nhất là phải giám sát chặt chẽ ở cửa khẩu, sân bay quốc tế. Cái này trách nhiệm của ngành y tế sẽ phải tiếp tục giám sát ở tại cửa khẩu sân bay Nội Bài. Cái thứ hai là giám sát ở tại cơ sở y tế, tức là tất cả những cái bệnh nhân đến khám bệnh ở các cơ sở y tế mà có những cái triệu chứng về hô hấp thì yêu cầu tất các bác sĩ đều phải có hỏi về vấn đề dịch tễ. Có rất nhiều những cái đối tượng mà người ta muốn đi vào Việt Nam thì họ đi lòng vòng rất là nhiều quốc gia. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đề nghị là công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phải kiểm tra hết sức là kỹ những cái nơi xuất phát của những cái trường hợp như vậy. Ông công văn yêu cầu tất cả các hãng hàng không là phải trả lời là tất cả các hành khách Việt Nam hay hành khách nước ngoài mà cái điểm đầu xuất phát đi đến từ các vùng dịch mà điểm đến là Việt Nam thì phải thông tin cho chính quyền thành phố. Là khi phát hiện rồi thì cái hiệu quả nhất hiện nay vẫn là cách ly. Chúng ta càng cách ly xa nhau và càng ngay tại cơ sở càng đỡ phải đi lại thì nó càng ít nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người khác. Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Y tế tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị và phương pháp xét nghiệm nhanh, đồng thời khẳng định chỉ khi nào thật sự yên tâm, hoàn toàn đảm bảo sức khỏe cho học sinh và người dân mới quyết định cho học sinh đi học trở lại. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 19 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh có 32 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, nhưng tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 44 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh được cách ly, đến nay tất cả đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh. Trong khi cả 3 ca nhiễm COVID-19 đều đã khỏi bệnh, 2 người đã xuất viện. Với người về từ vùng dịch, thành phố vẫn đang cách ly 28 người tại bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, 18 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận huyện, 169 người đang tiếp tục được theo dõi tại nơi cư trú. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.